Câu chuyện cây khế. Ngày xưa, một nhà kia có hai anh em mồ côi. Họ đều chăm lo làm lụng nên trong nhà cũng đủ ăn. Lớn lên hai người cùng lấy vợ. Nhưng từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng, bao nhiêu việc khó nhọc chút cả cho vợ chồng người em. Hai vợ chồng người em thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả. Người anh sợ em kể công vội bàn với vợ chia gia tài. Người em chỉ được chia một căn nhà lụp sụp, một mảnh vườn có một cây khế ngọt. Người anh tham lam chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò. Vợ chồng người em không chút phàn nàn, ngày ngày chăm bón cho cây khế, vào rừng kiếm củi đem ra chợ bán, lại đi cày thuê cuốc mướn nuôi thân. Còn người anh có bao nhiêu ruộng nương đều cho thuê để ngồi không hưởng sung sướng. Những ngày sung sướng nhất của vợ chồng người em là những ngày khế chín. Quanh năm hai vợ chồng chăm bón cây rất cẩn thận, cho nên cây khế xanh mơn mởn, bóng rập khắp mảnh vườn. Đến mùa kết trái, ngày nào cũng sai chĩu quả, trẻ con cũng có thể với tay hái được. Một hôm, hai vợ chồng đang hái khế đem đi bán thì thấy một con chim lạ rất lớn, nó đang ăn những quả khế ngọt chín vàng. Chim ung dung ăn mãi mới bay đi. Chim ăn ròng rã suốt một tháng trời, cây khế thưa hẳn quả đi. Thấy thế, người em vừa khóc vừa nói: "Chim ơi, nhà ta chỉ có một cây khế này thôi, ta định bán khế lấy tiền đong gạo." Chim vừa ăn vừa trả lời: "Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng." Hai vợ chồng thấy chim biết nói lấy làm lạ lắm, lại thấy chim bảo thế nhắc lại cho mình đến ba lần, nghe rõ mùn một nên càng suy nghĩ phân vân. Nhưng rồi hai vợ chồng cũng làm theo lời chim. Người vợ lấy miếng vải may cho chồng một cái túi ngang dọc đúng ba gang, không hơn không kém. Sáng hôm sau, hai vợ chồng vừa ăn xong thì thấy một luồng gió mạnh cuốn cả cát bụi dưới sân nhà. Rồi trong chớp mắt, con chim lớn hạ xuống giữa sân, quay đầu vào nhà kêu mấy tiếng như chào. Người chồng xách túi ba gang ra sân, chim nằm dạp xuống, quay cổ ra hiệu cho anh ngồi trên lưng mình. Anh ngồi trên lưng chim, bám vào cổ chim thật chặt. Chim đứng dậy vươn cổ, vỗ cánh, bay bổng lên trời xanh. Chim bay cao lần vào mây bạc, lúc lại bay thấp là lả trên rừng xanh, đồi núi chập trùng. Rồi chim bay ra biển cả mênh mông, sóng biển cao ngất đập vào sườn những hòn đảo nhỏ, làm tung lên những bọt trắng xóa. Bỗng nhiên, chim bay vào một hòn đảo, nghiêng người rồi hạ cánh xuống trước một cửa hang rộng. Chim bảo: "Anh vào hang muốn lấy thứ gì thì lấy." Ở ngay cửa hang, anh đã thấy toàn những thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ màu. Có thứ xanh như mắt mèo, có thứ đỏ ối như mặt trời, còn vàng bạc thì nhiều như sỏi đá. Anh nhặt một ít đá quý và kim cương bỏ vào túi ba gang, rồi trèo lên lưng chim, ra hiệu cho chim bay về. Mặt trời vừa đứng bóng, chim đã hạ cánh xuống sân. Người vợ thấy chồng về bình an, mừng rỡ vô cùng chạy ra đón chồng. Hai vợ chồng cảm ơn chim bằng cách ra hiệu mời chim ăn khế. Chim bay lên cây khế ăn một lúc rồi kêu ba tiếng như chào rồi bay đi. Từ đấy, lâu lâu chim mới đến ăn khế. Người em trở nên giàu có. Anh thường mang thóc gạo và vàng bạc đi giúp đỡ người nghèo khổ. Tiếng lành đồn xa, chuyện hai vợ chồng người em bỗng nhiên giàu có bay đến tai vợ chồng người anh. Hai vợ chồng người anh vô cùng ngạc nhiên, vội vã đến chơi nhà em để dò xét. Nghe em thật thà kể chuyện, người anh tha thiết gạt đổi hết tài sản của mình để lấy túp lều tranh và cây khế. Người em lúc đầu từ chối, sau cũng xuôi lòng ưng thuận. Hai vợ chồng người anh mừng rỡ như mở cờ trong bụng, lập tức giao hết tài sản của mình cho em. Và sáng hôm sau, dọn tới ở túp lều của người em. Đến mảnh vườn chật hẹp, hai vợ chồng người anh không làm việc gì cả, còn được ít tiền, hai vợ chồng đem ra tiêu dần. Cả ngày chỉ nằm khỉnh ngoài hè, hí hửng nhìn cây khế chờ chim bay đến. Mùa năm sau, cây khế lại sai chĩu quả. Một buổi sáng, có một luồng gió mạnh tạt vào nhà, rồi hai vợ chồng thấy ngọn khế rung chuyển. Hai vợ chồng người anh hớt hải chạy ra sân, vội nhìn lên cây thì quả nhiên thấy một con chim to lớn đang ăn khế. Chim mới ăn vài quả, hai vợ chồng đã chu chéo: "Cả nhà chúng tôi trông vào cây khế, bây giờ chim ăn hết thì chúng tôi trông cậy vào đâu?" Chim liền đáp: "Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng." Rồi chim vụt bay đi. Hai vợ chồng mừng quá, vội may ngay một tay nải lớn gấp ba lần túi của người em. Sáng hôm sau đúng hẹn, chim bay đến đón. Người anh vội leo lên lưng chim,
chim bay qua làng mạc, qua núi, qua biển, rồi hạ cánh xuống hòn đảo khi trước. Người anh cố nhặt vàng bạc kim cương nhét đầy túi, nhét vào bụng, nhét cả vào ống quần và tay áo. Túi nặng đến nỗi anh ta phải lê từng bước chân. Vì vậy, mãi gần chiều, anh ta mới đến được chỗ chim đang đợi. Chim vỗ cánh bay lên, nhưng vì quá nặng, người bay lên khỏi mặt đất một ít lại xà xuống. Sau đó, chim cố gắng đạp hai chân thật mạnh xuống đất, vươn cái cổ bay bổng lên. Người anh khấp khởi mừng thầm, nghĩ tới chỉ trong giây phút nữa mình sẽ về đến nhà. Sẽ có nhà cao cửa rộng, vườn rộng khắp nơi, tiêu pha cả đời cũng không hết. Chim bay ra biển, trời bắt đầu nổi gió, những con sóng cất cao như nóc nhà. Chim bay ngược gió lại trở nặng nên rất mệt. Mấy lần chim bảo người anh vứt bớt vàng bạc đi cho nhẹ, nhưng anh ta không chịu. Một cơn gió lớn thổi đến, chim mệt quá buông hai cánh đâm bổ xuống biển. Người anh và túi vàng bạc bị nhấn chìm xuống đáy biển. Con chim bị ướt lông cố vùng lên khỏi mặt nước bay về rừng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye.